Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Dĩ nhiên anh chị em chắc đã đoán được phải không ạ? Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói cái đề tài liên quan đến nước của Đức Chúa Trời. Có bao giờ mình đọc Kinh Thánh và mình thắc mắc là tại sao Chúa Giêsu sống lại rồi Ngài không thăng thiên ngay mà Ngài ở lại chi tới 40 ngày? Ai thắc mắc điều đó? Sau khi Ngài sống lại, sao Ngài không về trời luôn mà Ngài ở lại làm gì? Tới 40 ngày. 40 ngày là 1 tháng 10 ngày phải không ạ? Khá lâu. Và cái lý do mà Chúa nắng ná ở lại trên đất này là để cho Ngài lấy cái bằng chứng cho mọi người biết Ngài thật sự sống lại. Và lý do thứ hai rất là quan trọng được chép ở trong Công vụ các sứ đồ chương nhất câu 3 đó, anh em thấy. Trong 40 ngày ấy, Ngài dạy dỗ các sứ đồ của Ngài về nước Đức Chúa Trời, về những sự về nước Đức Chúa Trời. Anh em thấy không ạ? Cho nên 40 ngày Ngài nói gì? Đó là điều mà chúng ta phải thắc mắc. Trong khi 3 năm rưỡi Ngài đi lại trên đất thì Ngài đã dùng rất nhiều thí dụ, phải không ạ? Rất nhiều câu chuyện để kể cho mọi người và nhất là các người kề cận Ngài về nước Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ điều đó. Vì vậy thưa ông bà anh chị em, nước Đức Chúa Trời hầu như là chủ đề chính trong những bài giảng của Chúa Giêsu. Điều này là điều mà chúng ta nhìn thấy rõ. Và trong Mác chương 1 câu 15, khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng, Ngài giảng gì ? Ngài giảng như thế này: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Đây là câu nói mở đầu của chức vụ Chúa Giêsu. Ngài giảng về nước Đức Chúa Trời. Và Ngài bắt đầu như vậy anh chị em. Vì vậy buổi sáng hôm nay tôi sẽ nói một chút về những cái gì liên quan đến nước Đức Chúa Trời, để cho chúng ta cùng nhau có sự thấu hiểu như những gì Kinh Thánh muốn chia sẻ. Không ạ? Tôi cũng thật lấy làm tiếc khi mà mình không được sinh ra cỡ chừng 400 năm trước thì hay hơn. Tại sao anh chị em biết không? Cỡ chừng 300-400 năm năm trước đó thì chúng ta sẽ hiểu rất thật rõ thế nào là vương quốc, thế nào là một vương quốc. Còn bây giờ thì chúng ta khó hiểu lắm. Tại vì hầu hết bây giờ tất cả các quốc gia trên thế giới, người ta không còn sống dưới chế độ vương quốc nữa. Không có nữa. Bây giờ là quân chủ, bây giờ là dân chủ, phải không ạ? Bầu cử, phải không ạ? Nhưng mà khi nói đến vương quốc đó, là chúng ta hãy tưởng tượng về lịch sử về sau một chút, chúng ta sẽ hiểu nó. Đó là thời kỳ, ví dụ như đất nước chúng ta sống ở thời kỳ phong kiến, nhà Nguyễn, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần. Thì trong một vương quốc như vậy, chỉ có một vua đứng đầu thôi. Anh em hiểu ý không ạ? Một vua một thôi. Một vua đứng đầu. Và toàn bộ những lĩnh vực trong đất nước này do ông vua đó chỉ đạo. Tất cả những người phía dưới là cố vấn và điều hành thôi, chứ không có thẩm quyền tối đa. Trong vương quốc cũng không có bầu cử. Trong vương quốc cũng không có họp hội đồng chọn ông này làm vua, chọn ông kia làm vua. Khi vua cha chết thì đứa con của ông lập tức nói ngồi. Dù đứa con đó có tài hay không có tài, khôn ngon hay không khôn ngon, nó thích, nó yêu dân hay không yêu dân, nó thích ăn chơi hay là nó thích làm việc, tùy nó, không quan trọng. Quan trọng là nó là con của vua, lập tức nó được trở thành vua. Đó là vương quốc. Trong vương quốc, vị vua sẽ điều hành tất cả và thần dân chỉ có một cái nhiệm vụ thôi là thuận phục. Anh em nhớ cái câu gì mà người Trung Quốc hay nói không? Anh em nhớ không ạ?
Vua bảo chết thì phải chết. Nếu không chết thì bất trung. Là vậy đó. Chết một cách gọi là oan ức, nhưng mà nếu chết thì vẫn là trung thành. Cho nên trong cái vương quốc nó có những cái điều mà khi chúng ta sống ở cái thời đại này chúng ta rất khó hiểu. Nhưng thật sự từ xưa đến nay tất cả thế giới này đều được chia ra thành những vương quốc khác nhau, và họ đã duy trì cái thế giới này như vậy trong vòng mấy ngàn năm lịch sử theo như Kinh Thánh cho biết. Nên vương quốc là một thuật ngữ dùng để chỉ chung một cái tên gọi, một danh xưng của một vùng lãnh thổ hay quốc gia được cai trị bởi chế độ quân chủ, đứng đầu là một vị quốc vương hoặc nữ vương luôn được thừa kế trị vì theo cách cha truyền con nối. Đó là vương quốc. Và khi Chúa Giêsu ngài đến và ngài giảng cho người dân Do Thái xung quanh là nước Đức Chúa Trời hay là vương quốc Đức Chúa Trời hay là vương quốc thiên đàng đã hầu đến rồi, hãy ăn năn để tiếp nhận để bước vào đi, thì mọi người lập tức hiểu liền, không cần giải thích. Tại vì họ đang sống ở cái thời đó là sống ở trong vương quốc. Hiểu liền. Và dĩ nhiên có người hiểu đúng, có người hiểu sai. Có người hiểu rằng ô, Chúa Giêsu đang chuẩn bị đến để làm vua. Cho nên anh em nhớ có một đoạn Kinh Thánh, họ tôn ngài làm vua sau khi ngài hóa bánh cho họ ăn không? Anh em nhớ đoạn đó phải không ạ? Khi ngài hóa bánh cho họ ăn rồi họ sướng quá, nói ô, có một vị vua như thế này thì tuyệt vời, khỏi phải cày cuốc làm ruộng gì cả. Đó, mà suốt ngày cứ đến ông hóa ra cho ăn sướng quá, thôi tôn lên làm vua. Nhưng mà Chúa biết rằng họ đã hiểu nhầm, cho nên ngài đã lánh đi. Đức Chúa Giêsu không giới thiệu một vương quốc trên đất này theo như cái nghĩa mà mọi người hiểu. Ngài đang giới thiệu vương quốc Đức Chúa Trời. Nơi đó vua không phải là con người, mà vua là ai ạ? Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời cơ mà. Cho nên ngài đang giới thiệu một đất nước mà nơi đó có Đức Chúa Trời làm vua. Và người ta, Chúa đang mời gọi người ta bước vào. Tôi và bạn cho em hôm nay ngồi đây là những người dù hiểu hay không hiểu, nhưng thật sự chúng ta đang chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để bước vào sống trong vương quốc đó. Có người thì hiểu, có người thì chưa hiểu, có người chưa biết bây giờ mình tin Chúa để làm gì, không ạ? Nhưng tôi nói thật anh chị em là anh em trở thành công dân của một vương quốc mà nơi đó Đức Chúa Trời làm vua. Đó là sự thật. Và tất cả những gì Chúa Giêsu muốn rao giảng là ngài rao giảng về cái đấy đấy. Vâng, ngài dùng những dấu kỳ phép lạ để chứng minh rằng những lời ngài nói là đáng tin. Tại sao vậy? Ví dụ như bây giờ tôi nói với anh chị em, ôi tôi có cái việc đầu tư này nè, tốt lắm, tuyệt vời lắm, anh chị em hãy bỏ tiền vào đầu tư đi, chắc chắn là sinh lời. Người không ngon á không có tin ngài, đúng không ạ? Người không ngon sẽ nói anh chứng minh giùm tôi cái, anh cho tôi xem tài khoản của anh coi là từ ngày anh đầu tư anh lời được bao nhiêu, tỷ suất sinh lời bao nhiêu, không ạ? Anh đưa tài khoản anh ra đây tôi coi, đưa cái sổ kế toán của anh ra tôi coi coi, anh nói thiệt anh nói giỡn hay anh lừa tôi anh lấy tiền? Giờ thế giới này lừa lọc kinh lắm, cho nên đừng ở vội tin anh chị em tham ạ. Đừng vội tin, người khôn là người phải đưa ra bằng chứng. Và Chúa Giêsu khi ngài đến, ngài nói rằng nước Đức Chúa Trời đến gần rồi, mọi người hãy bước vào đi, thì ngài đã chứng minh điều đó bằng những dấu kỳ phép lạ. Ngài chữa lành người bệnh, ngài nói với người đàn bà mất huyết 12 năm đụng vào ngài đó, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an. Ngài nói với người bại 38 năm bên ao Bê-tết-đa đó, hãy đứng dậy vác giường chổng ngươi mà về. Ngài nói với người mù Ba-thi-mê vừa mù vừa ăn mày đó, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy sáng mắt đi. Và ông đó đã sáng mắt và vui mừng. Ngài muốn nói rằng trong vương quốc Đức Chúa Trời không có bệnh tật và đau yếu. Ngài muốn nói như thế. Và mọi người tin, mọi người nói ô tuyệt vời, nếu mà như vậy thì tôi sẵn lòng để bước vào vương quốc này để sống. Vì ai mà chả thích sống ở cái nơi không bệnh tật đau yếu, phải không chị?
Ngài làm cho Lazarơ 4 ngày chết thối rồi được sống lại. Và Ngài muốn nói với mọi người rằng trong vương quốc Đức Chúa Trời không còn sự chết nữa. Chúng ta được sống đời đời. Hết không anh chị em? Ai mà chẳng muốn sống đời đời? Phải không ạ? Các vua chúa ngày xưa đi tìm thuốc nọ thuốc kia để sống đời đời, nhưng tất cả ngụm hết rồi. Nhưng mà hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta ở một trong một vương quốc mà không có sự chết. Đôi khi chúng ta không tưởng tượng ra được điều này, nhưng mà tôi nói với anh chị em, nó là sự thật. Nó là sự thật. Đó. Rồi Ngài làm điều gì nữa? Rất là nhiều điều phải không ạ? Đó. Ngài đuổi quỷ. Bất kể những ai bị quỷ ám, bị quỷ hành hạ, bị quỷ làm cho điên loạn, bị quỷ làm cho người không ra người mà ma cũng không ra ma đó, Ngài giải phóng họ. Ngài ngầm nói rằng trong vương quốc Đức Chúa Trời sẽ không còn tồn tại bóng dáng của Satan nữa. Phải không anh chị em? Chúng ta sẽ được sống trong vương quốc mà Đức Chúa Trời làm vua, và Satan không thể hiện diện ở đó được nữa, không có mặt ở đó được nữa. Ồ, tôi nghĩ đây gọi là thiên đàng thật sự, nếu mà không có Satan, phải không chị em? Rồi Ngài tha thứ tội lỗi cho người ta, Ngài đi trên mặt nước, Ngài nói rằng trong vương quốc Đức Chúa Trời, mỗi một con người có thể cai trị trên toàn cõi thiên nhiên và không có tội lỗi trong đó. Ngài chứng minh bằng cách đó, thưa anh bà anh chị. Ngài chứng minh bằng cách đó, bằng những dấu kỳ phép lạ, và Ngài đi rao giảng. Và hôm nay đó, tôi muốn đặt ra một câu hỏi. Vậy liệu khi chúng ta còn sống trên đất này, chúng ta có thể kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời được hay không? Tôi không nói rằng khi mình tắt hơi về với Chúa, cái chuyện đó thì đương nhiên rồi, không ạ? Khi mình tắt hơi mình về với Chúa thì chúng ta ở nơi paradis rồi, khỏi bàn đi. Tôi đang nói rằng ngay khi mắt mình còn mở, tay mình còn nghe, tay mình còn rờ, người mình còn hít thở đi lại nè, mình có thể kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời được hay không? Cảm ơn Chúa, anh chị em đức tin rất lớn. Tạ ơn Chúa. Thế anh chị em bảo được, thế anh chị em kinh nghiệm chưa? Đâu ai giơ tay nói tôi kể rồi. Rồi xin mời chị giơ tay nói nè, chị kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời như thế nào? Nói cho mọi người biết coi nè. Amen. Cảm ơn Ngài. Yes. Đó. Cảm ơn Chúa vì người chị em chúng ta đã kinh nghiệm, phải không ạ? Những công việc của nước Đức Chúa Trời ngay trên đất này. Đây là lúc Chúa chữa lành, Chúa giải cứu, Chúa làm cho mình khỏi nan đề. Nhưng có một điều cao diệu hơn. Có một điều cao diệu hơn. Mà Kinh Thánh chép rằng nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng mà tại sự công chính, bình an và vui mừng bởi Đức Thánh Linh. Nghĩa là một người nếm trải nước trời là một người sẽ sống trong sức khỏe nè, sống trong sự tự do nè, sống trong sự vô tội nè, sống trong sự bình an nè, sống trong sự vui mừng nè, trong sự công chính của Ngài luôn luôn. Amen anh chị. Đó là những gì sẽ hiện ra trên đất ngay khi mình còn sống, còn hít thở. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi đọc cho anh em một câu chuyện để chứng minh rằng quả thực tôi và bạn chị em có thể kinh nghiệm điều đó ngay khi mình còn sống, và kinh nghiệm cái quyền phép này như thế nào. Đây, anh chị em hãy mở ra cùng tôi ở trong sách Mác. Sách Mác, đúng không ạ? Chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Tôi đọc anh em nghe cái đoạn kinh thánh này, và chúng ta cùng nhau mình phân tích xem liệu khi mình sống trên đất này
mình kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời bằng cách nào? Làm thế nào để tôi và bạn chị em luôn luôn kinh nghiệm nước Trời? Đó là điều mà Chúa muốn. Vì Ngài giới thiệu nước Trời cho chúng ta mà. Nước Trời thực sự đã đến rồi. Ngài nói đã đến rồi. Và anh chị em biết không? Có một câu kinh thánh nữa nói rằng là Cha đã bằng lòng ban cho các con nước thiên đàng. Tức là nước thiên đàng Chúa đã ban cho chúng ta rồi. Nó ở đâu? Nó ở trong trong lòng chúng ta. Nó là hạt giống ở trong lòng chúng ta. Rất tiếc là ngày hôm nay cái máy chiếu này nó không chiếu được. Tôi chuẩn bị một cái đoạn video nó mô tả cái điều này rất là hay. À, chiếu được không? Ô, anh em hãy chiếu cái đó lên để cho tôi thấy, để cho mọi người thấy một đoạn thôi ha. Chiếu đi. Cảm ơn Ngài. Thực sự nó đã ban trong lòng chúng ta. Nó là hạt giống. Câu kinh thánh học thuộc lòng mà anh chị em vừa học hồi nãy đó, nó mô tả cái nguyên tắc này để cho chúng ta hiểu và chúng ta kinh nghiệm nó trên đất. Nào mời ban truyền thông mình chiếu cái thước phim đó lên và anh chị em nhìn lên màn hình nha, nhìn lên cái màn hình tivi nhỏ nè. Đây. Đây là mô tả một quá trình. Bây giờ một cái hạt đậu nó đang nằm dưới đất. Nó tối đen à. Người ta đặt một cái camera quay chậm nó từng ngày. Anh em thấy không ạ? Cái gì nó mọc ra? Rễ nó mọc ra. Rễ nó mọc ra, anh em thấy không? Nhưng mà nó vẫn tối đen, nó ở dưới đất ấy. Rồi bây giờ ngày thứ năm bắt đầu nó trồi lên, rễ nó ra lớn lên, anh em thấy chưa? Trồi lên. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám. Ngày thứ tám anh chị em thấy là nó trồi lên khỏi mặt đất và bắt đầu nó chiêm nghiệm được ánh sáng mặt trời. Nó thấy được không khí, phải không ạ? Nó thấy được nước. Nó thấy được một cái thế giới hoàn toàn khác so với thế giới tối đen thùi lùi dưới đất. Nhưng nó bắt đầu bằng gì anh chị em? Một hạt giống thôi. Một hạt giống. Đây là câu chuyện tôi muốn minh họa cho anh em thấy cái quá trình hạt giống nó nảy lên và nó trồi lên khỏi đất. Anh chị em ơi, khi mình tin Chúa Giêsu đó, Chúa đặt hạt giống thiên đàng vào lòng mình. Cái điều quan trọng là tôi hỏi anh chị em, sau bao nhiêu ngày trong cuộc đời anh chị em thì hạt giống đó nó trồi khỏi mặt đất? Đó là điều quan trọng. Có người thì 10 năm nó mới trồi lên. Có người thì 3 tháng nó trồi lên. Có người thì cả đời chưa thấy trồi lên. Cho nên cái chuyện kinh nghiệm nước trời á, nó phụ thuộc vào cái chỗ là lúc nào chúng ta trồi lên khỏi mặt đất để kinh nghiệm một thế giới khác hoàn toàn. Anh em thấy khác không ạ? Khác với mặt đất không? Khác chứ. Khi nó vừa trồi lên khỏi mặt đất thì nó thấy mặt trời mà trước đây chưa bao giờ thấy. Nó thấy ánh sáng mà chưa bao giờ nó thấy trước đây. Nó thấy một thế giới bao la rộng lớn mà chưa bao giờ nó thấy trước đây. Tôi tạm so sánh đó là vương quốc Đức Chúa Trời. Khiến chúng ta kinh nghiệm. Rồi bây giờ chúng ta đến đọc lại trở lại câu chuyện. Cảm ơn ban truyền thông. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Đây là Ngài nói với các môn đồ, phải không ạ? Rồi câu 2 nè: khỏi 6 ngày. Khỏi 6 ngày nghĩa là 6 ngày sau, sang ngày thứ 7 thì Chúa Giêsu đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng, cả ba người thôi. Chúa đem ba người này đi tể với Ngài lên núi cao. Và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng với Đức Chúa Giê-xu. Phi-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, một cái cho Ê-li. Vì Phi-rơ không biết mình nói chi, tất cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ trong đám mây có tiếng phán rằng:
Người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thanh linh, các môn đồ ngó quanh quất chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giêsu ở với mình mà thôi. Đây, Kinh Thánh gọi là câu chuyện hóa hình. Câu chuyện hóa hình. Và mục đích của câu chuyện hóa hình này là Chúa Giêsu muốn giới thiệu tận mắt cho ba môn đồ gần gũi với mình là Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ biết được quyền phép của nước Đức Chúa Trời. Và sau này, nếu anh chị em tra cứu trong sách Phi-rơ, anh chị em sẽ thấy chính Phi-rơ 2 trong chương nhất câu 16 ông nói rằng: vả khi chúng tôi để làm cho anh em biết quyền phép của sự đến của nước Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, thì chẳng phải là làm theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã thấy sự oai nghiêm của Ngài. Phi-rơ sau này viết lại bức thư, ông nói rằng cái ngày hôm đó mắt ông tận mắt chứng kiến, tay ông rờ, tay ông nghe, và ông kinh nghiệm thật sự, chứ không phải đó là chuyện hoang tưởng hay là cái chuyện khéo đặt để. Ông đang nói về câu chuyện hóa hình, anh em thấy chưa? Và chính Chúa Giêsu Ngài hứa rằng có những người ở đây là không có chết, nhưng sẽ tận mắt thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Và Chúa đã đem họ lên núi cao để cho họ thấy thế nào là nước Đức Chúa Trời, thế nào là một cái vương quốc hoàn toàn khác so với thế gian này. Nơi đó Đức Chúa Trời làm vua. Và dĩ nhiên nước Đức Chúa Trời hiện ra trong hai giai đoạn, phải anh chị em ha. Giai đoạn đầu tiên mà chúng ta kinh nghiệm này là giai đoạn vô hình. Giai đoạn vô hình, nó ngâm ở trong tâm lòng chúng ta, nó ngâm ở trong hội thánh của Chúa, nó ngâm ở giữa những người có đức tin kính. Giai đoạn thứ hai là khi Chúa Giêsu tái lâm và Ngài thiết lập lại trật tự thế giới này. Và sau 1000 năm thì Ngài hủy phá hoàn toàn thế giới này, Ngài lập lại trời mới đất mới. Thì lúc đó vương quốc Đức Chúa Trời thật sự thiết lập hoàn toàn nơi đây. Và chính Đức Chúa Trời là vua, chúng ta là thần dân. Nhưng ngay khi nước trời còn là vô hình này, chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm được nha anh chị em, vẫn có thể nếm trải được, vẫn có thể mắt thấy tay rờ được, vẫn có thể sống trong nước trời được, nơi Chúa làm vua. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh em những điểm nào, làm cách nào để đời sống chúng ta nhanh chóng kinh nghiệm nước trời trên cuộc đời của mình. Giống như hạt giống hồi nãy anh em thấy đó, gieo xuống và ngày 1, ngày 2, ngày 3 đến ngày thứ 7 là trồi lên mặt đất liền, rễ bắt đầu bám liền. Chứ đừng làm cái hạt giống mà gieo mãi nó không mọc. Có những hạt giống như thế anh chị, gieo mãi nó chờ cả tháng chẳng thấy mọc gì cả, và kiến nó ăn hết trơn rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái thứ nhất anh chị em thấy, khi nước trời hiện ra trên núi cao thì điều đầu tiên mà chúng ta thấy là Ngài hóa hình trước mặt ba người. Hóa hình. Anh chị em đọc Kinh Thánh mà nếu nghiên cứu đó, anh chị em sẽ thấy cái từ hóa hình này đó, nó giống y như cái từ biến hóa mà sứ đồ Phao-lô nói trong Roma chương 12 câu 1 đến câu 3 đó. Hai từ này là một. Tại sao mình phải tra tiếng Hy Lạp anh chị em? Mình phải tra tiếng Hy Lạp để mình hiểu được cái ý nghĩa thực sự mà Kinh Thánh nói là gì. Khi anh em tra, anh em sẽ thấy ký hiệu của mọi tiếng Hy Lạp nó đều có cái ký hiệu, phải không ạ? Dù nó đánh chữ G và một con số. Thì tôi muốn nói cho anh chị em là cái chữ hóa hình này nó là tiếng Hy Lạp mang mã là 3339. Trong Roma chương 12 câu 2, anh em đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Thì cái từ biến hóa này cũng là tiếng Hy Lạp mang ký hiệu là G3339. Anh em để ý đây sẽ thấy. Tại sao tôi nói điều này? Cái điều đầu tiên
mà chúng ta muốn kinh nghiệm nước trời trên đời sống mình, đó là chúng ta phải biến hóa. Biến hóa. Khi chúng ta tin Chúa, mặc dù chúng ta tuyên xưng đức tin, nhưng chúng ta vẫn để tâm trí của mình sống theo hệ thống thế gian này. Tôi nói anh chị em là hạt giống đó vẫn ngâm dưới đất, không bao giờ mọc được. Ta vẫn ăn nói theo kiểu thế gian, ta vẫn suy nghĩ theo kiểu thế gian, ta vẫn hành xử theo kiểu thế gian, ta vẫn buôn bán theo kiểu thế gian, ta vẫn kiếm tiền theo kiểu thế gian. Thế anh em à, hạt giống đó chắc trăm năm chưa mọc, chưa mọc bao giờ. Cho nên khi Chúa Giê-xu lên núi, và cái điều đầu tiên mà Ngài kinh nghiệm nước trời và Ngài muốn biểu hiện nước trời cho ba môn đồ yêu quý của Ngài xem, đó là Ngài biến hóa. Có thể tôi với ông bà anh chị em không nhìn thấy cái sự biến hóa về thể chất, nhưng trong tâm linh nhất định phải biến hóa. Anh em phải khác đi. Trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa, trong lòng mình phải khác đi. Amen chứ. Đó là dấu hiệu đầu tiên để chúng ta kinh nghiệm nước trời. Cho nên trong Roma nói như này: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Anh em nghĩ đi, cái ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời há chẳng phải ở trong thiên đàng sao? Há chẳng phải ở trong nước trời sao? Cho nên nếu chúng ta không biến hóa, làm sao mình nếm trải những điều đó? Đúng không ạ? Cho nên hỏi anh chị em à, chắc chắn là mình phải biến hóa. Chắc chắn là khi mình tin Chúa rồi thì mình phải khác với con người chưa tin Chúa. Colossae chương 3 câu 9 câu 10 chép thế này: chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ con người cũ cùng công việc của nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra theo mới, theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đang đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Anh em thấy chưa? Đổi mới. Lột con người cũ bỏ đi, mặc lấy con người mới vào. Và trước cái câu này thì Chúa dặn rằng chớ nói dối nhau. Vì sao? Vì con người cũ mình nói dối như cùi vậy đó. Chuyện gì cũng nói dối được, đúng không ạ? Chuyện nhỏ cũng dối, chuyện lớn nó cũng dối. Hình như một ngày nó không nói dối nó ngủ không yên sao á. Anh em thử nghĩ đi, con người cũ mình nói dối thôi rồi luôn. Cái thằng bạn nó gọi điện đến thôi, mình đang nằm trình in trên giường mà bạn nói tao đi chơi rồi, mày không có ở nhà đâu. Đấy, cũng nói dối cho bằng được thế thôi, phải không ạ? Đến nhà chơi người ta mời ăn cơm, bụng thì đói mà no rồi, thôi thôi, no rồi, sáng vừa ăn rồi, no rồi, thôi khỏi. Nói dối đấy. Người ta gọi đắc nhân tâm nhưng thật ra là nói dối. Anh em ha. Cho nên khi mà mình vẫn còn sống trong linh dối trá thì mình thật sự chưa biến hóa. Mình vẫn còn bao trùm trên con người mình sự tối tăm. Và hạt giống đó anh chị em ạ, một lần nữa giống cái hình ảnh anh em về xem hả, vẫn nằm dưới đất. Được không ạ? Anh em muốn nằm dưới đất hay là trời lên? Vậy thì hãy nói thật với nhau. Amen. Được không ạ? Hãy nói thật với nhau. Hãy sống chân thành, hãy sống chân thật, hãy sống như chính Đức Chúa Trời nói và làm, thì chúng ta bắt đầu trồi lên. Amen ha. Rất là tuyệt vời. Đó. Điều thứ ba, hỏi cho ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 50: hỏi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu, và sự hư nát không hưởng được sự không hay hư nát. Khi chúng ta chưa tin Chúa đó, chúng ta thật sự là con người xác thịt. Và Chúa muốn dùng lời của Ngài để biến hóa mình, trở thành một thể thể linh không hay hư nát. Dân chương 6 câu 63:
Lời Chúa Giêsu nói rằng những lời ta là linh và sự sống. Từ đó mình mới suy ra là để trả lời cho câu hỏi là lạy Chúa, làm sao để con biến hóa? Làm sao để con được biến hóa đây? Hồi nãy giờ mình nói là phải biến hóa, phải thế này thế nào, nhưng làm sao? Anh chị em à, chỉ có một cách thôi. Một cách duy nhất để tôi và bạn chị em là những người tin Chúa được biến hóa, đó là thực hành lời Đức Chúa Trời. Chỉ cách đó. Mình có thể đọc, mình có thể nghe, mình có thể giảng, nhưng mà mình chỉ được biến hóa chỉ khi nào mình sống với những lời đó. Còn dĩ nhiên giảng hay, ok, nói hay, nghe hay, đọc hay, tuyệt vời, ai cũng làm được hết đó, nhưng không biến hóa. Có người giảng rất hay nhưng mà sống trái với bài giảng của mình, không ạ? Có người đọc nghe Kinh Thánh suốt ngày suốt đêm, nhưng mà ra ngoài chợ kia thì Kinh Thánh mất đâu, mất tiêu hết. Vẫn cãi lộn, vẫn đánh nhau, vẫn chửi bới sùm hết, không ạ? Đó là bình thường, người ta sống bình thường. Cho nên chỉ những người thực hành lời Chúa mới là người biến hóa. Anh hiểu chưa? Chỉ những người thực hành lời Chúa mới là người biến hóa giống Chúa. Vì lời Chúa là linh và sự sống. Khi anh em biến hóa như lời Ngài thì anh em không phải còn là thịt và máu hư nát nữa, mà là thể linh để hưởng nước Đức Chúa Trời. Mà rất nhiều sinh viên trường thần học nghĩ sai ở chỗ là mình chỉ cần đọc thuộc lòng rồi học nhiều bằng nhiều cấp thần học là mình được biến hóa. Sai hoàn toàn. Sứ đồ Gia Cơ nói rằng anh em chớ lấy nghe mà làm đủ mà lừa dối mình. Không ạ? Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Phải thực hành. Phải thực hành. Phải sống như lời. Đó là cách chúng ta biến hóa. Rồi anh chị em, sau đó khi Ngài biến hóa một cái thì anh em thấy hiện tượng gì xảy ra? Áo của Ngài trở nên trắng. Thì áo của Ngài trở nên trắng. Câu hỏi là tại sao nó không hồng mà nó trắng anh chị em? Không ạ? Sao nó màu xanh mà nó trắng? Anh chị em hãy hiểu rằng màu trắng trong Kinh Thánh là biểu tượng của sự công bình, biểu tượng của sự nên thánh, biểu tượng của sự thánh khiết. Cho nên áo Ngài sáng ra trắng loa đến nỗi Kinh Thánh chép rằng không có thợ phiếu nào trên đất này phiếu trắng như vậy. Khi anh em được biến hóa bởi lời Ngài thì anh em trở nên một người thánh của Đức Chúa Trời. Lạ lùng, thánh từ trong suy nghĩ, thánh từ trong hành vi và lời nói. Chỉ có sau biến hóa nó mới nên thánh thôi. Còn mình không biến hóa mà cố tình thánh ấy, thì chỉ là thánh bề ngoài thôi. Còn thật ra trong lòng chưa thánh. Chúa muốn thánh trong lòng. Chúa muốn sự thánh trong lòng chiếu sáng ra, chiếu từ bên trong mình ra. Chúa Giêsu nói điều gì mà lòng đầy dẫy thì miệng nó nói ra. Cho nên Chúa muốn cái sự thanh sạch bề trong, Chúa muốn một cái điều thánh khiết bề trong. Và cái sự thánh khiết bề trong đó được đến với chúng ta đằng sau quá trình biến hóa, bởi vì chúng ta sống theo lời của Ngài. Và chúng ta đọc tiếp ở đây vài câu Kinh Thánh. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 9: anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Em thấy à? Tức là nếu mình không nên thánh, mình đâu có hưởng. Ngay khi mình còn sống trên đất này mình cũng không có hưởng đâu. Nếu mình không nên thánh thì anh em sẽ thấy cuộc đời mình đầy dẫy nan đề. Ôi cha, trong nhà thì cãi lộn, đi ra đường cũng cãi lộn, thân thể thì bệnh tật. Nói chung là chỉ có cái áo tin lành thôi, còn tất cả cái gì còn giữ hết trơn, không có tin lành nào trơn. Không à, nếu mình không nên thánh thì nói thiệt anh chị em, mình cho mỗi một cái áo tin lành thôi, tất cả là tin dữ. Mỗi áo thôi. Anh đạo gì? Tôi đạo tin lành. Còn lời nói là tin dữ, hành vi tin dữ, sự sống là tin dữ, ở nhà tin dữ, đến hội thánh tin dữ, ra đường tin dữ,
vô nhà thờ ngồi chủ nhật là tin lành. Đó chứ. Nó đôi khi mình nó như vậy. Cho nên chúng ta cần nên thánh để mình hưởng nước Đức Chúa Trời thường xuyên. Nếu không có nên thánh thì làm sao mình hưởng được? Kinh Thánh chép thế rồi mà. Nên Chúa Giêsu cũng kể một câu chuyện rất là hay anh chị em. Nó hơi dài tí xíu nhưng mà anh chị em có thời gian sẽ đọc. Câu chuyện đã nằm ở trong Ma-thi-ơ chương 22 câu 1 đến câu 14 đó. Ma-thi-ơ chương 22 câu 1 đến câu 14. Chúa Giêsu kể câu chuyện Đức Chúa Giêsu lại phán ví dụ cùng chúng ta nữa rằng nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Làm tiệc cưới cho con mình. Sau đó vua cho đi mời hết tất cả mọi người đến dự tiệc. Anh em nhớ câu chuyện đó. Mời ông này, mời ông kia. Rồi có người thì nói sao ạ? Họ đến họ nói tiệc xong rồi, bò thú béo giết rồi. Thì có kẻ nói: ơi, tôi đang đi cày ruộng, chưa đến dự được. Người thì nói tôi mắc đi buôn, không dự được. Rồi có kẻ khác là còn bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi nữa chứ. Đó, Chúa kể câu chuyện là ngày đêm vương quốc Đức Chúa Trời để ngày rao truyền tất cả, nhưng mà mọi người ai cũng có lý do để từ chối hết. Cuối cùng thì ngài nói rằng: vậy các đầy tớ ơi, hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào mời hết người đã vô. Bây giờ không chọn lựa nữa, đúng không? Không chọn lựa nữa, ai mời hết. Người nghèo, người giàu, người đen, người trắng, người ít học, người không học, người có học, người tiến sĩ, người giáo sư gì, tất cả mời hết vô để dự tiệc. Và đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm hết thảy những người họ gặp lại, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Rồi câu 11 sao? Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ. Thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh, vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại, quăng nó ra nơi tối tăm sẽ có khóc lóc nghiêng răng, bởi vì có nhiều người được gọi mà ít người được chọn. Anh em hiểu ý câu chuyện Chúa Giêsu muốn kể không ạ? Do hội thánh thì tất cả đều mở cửa hết, nhà thờ lúc nào mở cửa đón nhận. Ok, cứ đi nhóm đi, thoải mái. Anh muốn có giấy chứng nhận bắp tem gì cho anh chục cái luôn cũng được. Anh muốn chứng nhận thần học dây cho anh mấy cái, ok thôi. Nhưng điều quan trọng ngày cuối cùng, áo lễ anh có không? Áo lễ công bình anh có không? Áo lễ của sự thánh khiết anh có không? Nếu không có, Chúa sẽ đến nắm cổ anh ném vô địa ngục. Nhà vua là người kiểm tra cuối cùng. Amen anh chị em. Nhà vua là người kiểm tra cuối cùng, không phải mục sư kiểm tra anh chị em đâu. Đừng có nghĩ rằng mục sư bảo: ô anh bắp tem rồi, được vô thiên đàng tốt lắm. Đừng có tin ông ấy. Quan trọng là mình với Chúa như thế nào. Quan trọng là anh em hiểu và lương tâm anh em biết anh em có sống thánh khiết cho Đức Chúa Trời hay không. Chính anh em biết, mục sư đâu có biết. Mục sư chỉ thấy anh em mặc cầm lê cà ra vát sức dầu thơm thôi. Không ạ. Còn trong lòng là nói cái gì không ai biết, chỉ có Chúa biết. Đó đúng không? Và Chúa mới là người quyết định nè. Anh em thấy nè, vua vào xem khách dự tiệc nè, đâu có phải là người chăn vào xem khách dự tiệc, đâu phải mục sư vào xem, đâu phải đầy tớ vào xem, mà chính vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ. Rồi xong luôn. Anh chị em mặc áo lễ hết chưa? Có ai chưa mặc không? Hãy soi xét mình nha. Điều này rất là quan trọng à. Để mình kinh nghiệm nước trời, để mình sống trong nước trời. Anh chị em ơi, phải cái áo công bình. Phải cái áo công bình. Rất nhiều người ngày hôm nay gây cớ vấp phạm cho tin lành của Chúa, bởi vì chúng ta nói một đằng mà làm một nẻo. Chúng ta cấp kinh thánh nhưng mà không sống theo kinh thánh. Chúng ta đã gây cớ vấp phạm cho rất nhiều người, không ạ? Và Chúa Giêsu ngài quyết định rằng chỉ những người sống công chính mới được kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời không phải là cái nơi ai muốn làm gì thì làm. Hiện nay thì nước Đức Chúa Trời vào rất là dễ, nhưng ở lại đời đời thì rất khó. Em hiểu ý tôi nói không ạ?
Hiện nay nước Đức Chúa Trời vào rất là dễ. Tại vì phúc âm ân điển đang được rao giảng miễn phí. Ai cũng có quyền để chọn để vô hết. Ai cũng có quyền để bước vào hết. Nhưng được ở lại đời đời nó phải có điều kiện. Đó là ảo lễ công bình. Nhiều người giảng một phúc âm nửa vời, bảo là anh tin Chúa chưa tin rồi hả? Chích ngừa rồi đó. Chắc chắn là không bị Covid lần hai đâu. Nhưng mà tôi nói anh chị em, đừng có tin phúc âm chích ngừa. Một lần khi tôi còn nhỏ, khi tôi còn trẻ, tôi đã nghe người ta giảng phúc âm chích ngừa rồi. Người ta nói là khi anh đã tuyên xưng ra, anh tiếp nhận rồi, anh bước vào hội thánh rồi, thôi vé lên thiên đàng là đóng rồi. Yên tâm đi anh em, có vé rồi. Còn bây giờ muốn làm gì cứ làm thoải mái đi. Vé nắm chắc rồi, ngày sau sẽ vô. Tôi nghi là vé giả anh chị em ạ. Vé giả. Vé đó là vé giả. Không ạ? Và đôi khi chúng ta bỏ tiền ra mua cái vé giả đó và thất vọng, tuyệt vọng trong ngày cuối cùng. Hãy nhìn vào lời của Chúa. Hãy nhìn vào lời Chúa. Amen ha. Điểm tiếp theo anh chị em thấy, sau khi Ngài hóa hình rồi, áo Ngài trắng rồi, điều gì nè? Môi-se và Ê-li hiện ra. Anh em hiểu ý nghĩa chỗ này không ạ? Đây là điều kiện thứ ba. Đúng không? Điều kiện thứ nhất là gì ạ? Biến hóa. Điều kiện thứ hai là gì ạ? Trở nên công chính. Điều kiện thứ ba là Môi-se và Ê-li hiện ra. Thực ra Môi-se và Ê-li là những người sống cách đó hàng ngàn năm. Họ cũng đã chết và về với Chúa rồi. Nhưng ngay trên ngọn núi hóa hình thì họ hiện ra. Chúng ta họ đâu có chết. Đúng không ạ? Đâu có chết. Cho nên tôi và ông bạn cho em không có chết. Chẳng qua là cái xác này nó mục thôi, chứ còn thực tế là vẫn sống. Thực tế vẫn đang hiện hữu. Nhưng nè, tại sao không phải ông Ê-sai hiện, không Đa-nhên hiện, mà ông Môi-se và ông Ê-li hiện? Anh em có bao giờ nghĩ chỗ đó không? Tại sao mấy ông khác, nhiều ông không hiện mà chính hai ông này hiện ra? Và chúng ta cần phải hiểu chỗ này, phải không ạ? Môi-se là người đại diện cho luật pháp của Đức Chúa Trời. Ê-li là người đại diện cho những lời tiên tri của Chúa. Cho nên nếu chúng ta muốn kinh nghiệm được vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải biết trao đổi với Môi-se và Ê-li. Ở đầu anh chị em nghe câu kinh thánh đó nha. Câu kinh thánh ở trong Phi-rơ 2 đó, chương 1. Câu thứ 17 ha. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: Này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đường. Câu 18: Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Câu 19: Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Anh em liên tưởng câu kinh thánh này với cái hạt giống hồi này ở dưới đất đi. Một chút đi ha. Nó nằm ở dưới đất á. Khi nào thì ánh sáng chiếu vào nó trồi lên mặt đất. Nó trồi lên mặt đất. Làm sao mình trồi lên mặt đất được? Làm sao để thiên đàng trong lòng mình trồi lên để mình nhìn thấy nó, rờ chạm nó? Kinh thánh cho chúng ta biết, anh em hãy chú ý lời đó. Chúng ta hãy chú ý lời đó. Đây là kinh thánh. Đây là luật pháp và lời tiên tri. Anh chị em ơi, muốn kinh nghiệm nước trời, chúng ta phải bám lấy quyển sách này. Vì ngoài quyển sách này, chúng ta không có một hy vọng nào khác trong thế giới này để biết về nước trời, để biết về Đức Chúa Trời. Quyển sách này là hy vọng cho 7 tỷ người trên trái đất này. Quyển sách này là giải pháp cho sự bình an công chính cho 7 tỷ người đang đánh lộn nhau trên trái đất này. Nhưng người ta không chịu nghe thôi. Nhưng tôi và ông bà anh chị em cảm ơn Chúa, mình đã nghe. Và hôm nay Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng anh em nên chú ý lời đó. Chú ý có nghĩa là để tâm vào lời đó, được không ạ? Dành thời gian cho lời đó.
đầu tư cho lời đó, nghiên cứu lời đó, suy ngẫm lời đó, học lời đó cho đến chừng nào? Sao mai mọc trong lòng chúng ta. Cho đến chừng nào thiên đàng lộ diện trong tấm lòng mình. Cho đến chừng nào thiên đàng bao trùm đời sống của mình. Cho đến chừng nào thiên đàng bày tỏ quyền phép qua đời sống của mình. Là sao mai đó. Cho nên khi Eli và Môi-se hiện ra trên núi hóa hình, nó có một ý nghĩa là khi một người kinh nghiệm nước trời, người đó chắc chắn phải có luật pháp và lời tiên tri của Chúa. Người đó không thể kinh nghiệm một cái chuyện viễn vông ở đâu đó, mơ thấy ảo huyền ở đâu đó rồi nói tôi kinh nghiệm nước trời. Không, nước trời nằm ở trong luật pháp và lời tiên tri của Ngài. Những gì bày tỏ cho anh chị em mà anh chị em nói đó là nước trời, nó phải nằm trong quyển sách này. Nó phải đồng thuận với quyển sách này. Nó phải không mâu thuẫn với quyển sách này. Amen chứ. Chứ không có nói cái chuyện giống như cái ông gì, ông gì Hồi giáo đó, ông lên núi cao rồi bắt đầu thiên sứ hiện ra cho ông, bảo ông là chỉ có một chúa duy nhất là Allah thôi. Thế là ông sinh ra đạo Hồi. Ông đánh nhau gần 1000 năm đến ngày hôm nay vẫn đánh nhau đó. Hoặc là cái ông Smith ấy, chủ của giáo phái Mormon, anh em biết ông đó không? Ông cũng là cơ đốc nhân đấy, ông là người tin Chúa đấy. Nhưng một lần nọ có một thiên sứ hiện ra nói là có một quyển sách khác gọi là Mormon, quyển đó mới là tiên tri thật, còn quyển này chưa thật. Thế là ông sinh ra cái Mormon, bây giờ là lùa hàng triệu con người xuống âm phủ. Cho nên nước trời và những hiện tượng quyền phép của nước trời phải phù hợp với Kinh Thánh, được không anh em? Phải phù hợp. Phải có Môi-se và Eli đứng ra trò chuyện giải thích tất cả mọi thứ cho chúng ta. Tiếp theo anh chị em. Sau đó, sắp kết thúc rồi, còn hai phần nhỏ nữa thôi. Sau đó thì ông Phi-rơ đó, ông mới tỉnh dậy, ông mới nói: ôi ở đây tốt quá, bây giờ mình lập ba cái trại, cái cho Chúa, cái Eli, cái cho Môi-se, ở đây sướng quá. Rồi xong Kinh Thánh nói là, ông nói mà ông chả hiểu ông nói cái gì. Tôi đọc cái câu này tôi thật sự không biết là ý nghĩa nó là như thế nào. Thế ông Phi-rơ này, ông nói là nửa tỉnh nửa mê, hay là ông đang bị cái gì mà ông lại nói cái câu mình. Nói chung nó không có ý nghĩa gì, phải không ạ? Nhưng khi tôi suy ngẫm về điều này, Chúa cho tôi một ý tưởng để tôi chia sẻ cho anh chị. Cái ý tưởng là qua cái lời nói của Phi-rơ này cho chúng ta thấy một điều. Là một người bình thường chưa được tái sanh, người đó không thể nào tin và kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời. Người đó cho những người mà sống trong nước trời là những người hoang tưởng điên rồ. Khi anh chị em thật sự sống với Chúa, sống trong nước trời, sống trong đức tin trong lời Ngài, người bình thường nhìn vào anh chị em giống như người hành tinh khác vậy. Nó rất là buồn cười. Nó có một cái gì đó rất là lạ lùng. Nó có một cái gì đó rất là trái với họ. Nó có cái gì đó không phù hợp với họ. Và người ta nói anh chị em là người giờ điên rồi, đúng không? Con này điên, đi theo tin lành điên rồi. Ông này theo tin lành điên rồi. Đó, người ta cho như vậy. Tức là người bình thường sẽ không hiểu được quyền phép nước rồi. Người bình thường sẽ có thể chỉ trích anh em. Người bình thường có thể nói những lời vô nghĩa trên đời sống anh chị em. Người bình thường có thể công kích anh chị em vì lối sống với nước trời, em ấy. Nhưng tôi tin rằng anh chị em đừng để ý đến những điều đó. Vì sao? Họ không hiểu điều họ nói. Không hiểu điều họ nói. Trách làm gì? Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ trước khi kết thúc. Sau đó, có một tiếng phán nói: này là con yêu dấu của ta, hãy vâng lời con ấy. Câu này có nghĩa gì anh chị em? Anh em muốn kinh nghiệm và giữ được nước trời, phải không ạ? Thì Chúa Giê-xu là đấng mà anh chị em phải nghe lời tuyệt đối. Tuyệt đối. Anh chị em là thần dân của Ngài. Ngài là Chúa của anh chị em. Chúa Giê-xu không sẵn sàng đón nhận anh chị em với 50% đâu. Anh chị em đừng có nói rằng Chúa ơi con dâng Chúa 50% cuộc đời con, còn lại một nửa con sống theo ý con.
không được. Nếu anh em thực sự hiểu thế nào là hai từ vương quốc, thì anh em sẽ biết rằng mệnh lệnh của vua là sống và chết. Mệnh lệnh của vua là phải thuận phục hoàn toàn. Nếu trái mệnh lệnh đồng nghĩa với phản loạn. Cho nên ngày hôm nay để chúng ta kinh nghiệm được nước trời, chúng ta phải sống một cuộc đời tuyệt đối vâng phục Chúa Giêsu. Đây là chỗ mà tôi nghĩ rằng rất nhiều sự thiếu sót ở trong vòng các cơ đốc nhân trong thời hiện đại này. Thời hiện đại này, người ta cho rằng tin Chúa cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời sống thôi, để cho mình có cái gọi là đi theo đạo cho nó lành thôi. Còn thật sự rất là nhiều người muốn sống sao sống. Không phải đâu anh chị em. Bằng cách đó chúng ta không bao giờ có thể trồi lên mặt đất được đâu. Bằng cách đó chúng ta không bao giờ có thể thấy ánh sáng của nước Đức Chúa Trời được đâu. Nhưng khi chúng ta thực sự nghe theo Chúa Giêsu, thuận phục dù phải trả giá, thuận phục dù phải tổn hại, thuận phục dù phải bỏ cả chính mạng sống này, thuận phục dù bất cứ một cái áp bức nào trên đời sống mình, đe dọa nào trên đời sống mình, hay là một cái sự gọi là trái ý muốn của mình, thì bắt buộc mình phải thuận phục. Vì mình hiểu rằng Chúa Giêsu là vua. Khi mình sống một đời thuận phục như vậy, anh chị em à, chúng ta sẽ nếm trải nước Đức Chúa Trời. Các sứ đồ ngày xưa đã sống như vậy và trả giá bằng mạng sống của mình. Những con người thánh ngày xưa đã sống như vậy và họ trả giá bằng chính những cuộc đời của mình. Anh em đọc các gương của các thánh ngày xưa, anh em sẽ thấy họ thuận phục Chúa hoàn toàn. Hoàn toàn, 100%. Đó. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em, tất cả chúng ta, ai là những người muốn kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời ngay chính trên đất này khi mình còn sống, hãy giữ 5 điều. Điều thứ nhất, phải biến hóa bởi cách thực hành lời Chúa. Amen ạ. Điều thứ hai, chúng ta phải trở nên thánh mỗi ngày để giống Chúa Giêsu. Điều thứ ba, chúng ta phải nắm cho chắc và bám cho chắc vào Kinh Thánh là luật pháp và lời tiên tri. Điều thứ tư, đừng để ý những gì người thế gian nói mình. Đừng để ý. Vì anh em càng để ý càng vấp phạm, anh em không có thể kinh nghiệm nước trời được đâu. Được chưa? Và điều cuối cùng, Chúa Giêsu phải là vua thực sự của cuộc đời anh chị em. Amen ạ. Năm điều này nếu anh em thực hành, anh em sẽ kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời và kinh nghiệm quyền phép chữa lành, đủ quỷ, cung ứng từ thiên đàng, những sự tha thứ tội lỗi, điều hành cả cõi vũ trụ thiên nhiên này xảy ra trên đời sống của chính mình. Đây là quyền phép nước trời thật sự, cho chúng ta không có nói một cách ảo tưởng. Anh em nhìn thấy những điều đang xảy ra tại hội thánh này, đúng không ạ? Mỗi Chủ nhật Chúa chữa lành, Chúa đuổi quỷ. Cái đó đâu ra vậy anh chị em? Đó là quyền phép nước trời. Quyền phép nước trời được thể hiện trên đất này để cho anh chị em tin. Hôm nay tất cả các anh chị em này đến đây có tờ giấy ghi những nhu cầu của mình, và anh em tin rằng những nhu cầu của mình được Chúa đáp ứng, phải không ạ? Cái đó đâu ra? Quyền phép nước trời. Quyền phép nước trời cung ứng cho anh em. Đó là quyền phép của một đất nước tương lai mà tôi và anh chị em sẽ là công dân đời đời ở đó. Hiện nay đang thể hiện ra trên đất này. Anh em hãy tin và bám lấy những điều tôi nói ngày hôm nay, để cho anh em kinh nghiệm luôn luôn sự sống bình an, vui mừng, công chính ở trong Ngài, khỏe mạnh, tự do khỏi mọi quyền lực của sự tối tăm. Amen ạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài.